Còn người đẹp không? Đây, người đẹp chân dài hai Người đẹp chân dài hai thước luôn. Cô trải nghiệm ở đây thấy vui không cô, đẹp không? Lần thứ mấy trải nghiệm ở đây rồi? Dạ rồi, cảm ơn cô. Ngồi im đi con. Lên nói cảm giác sướng không? Sướng. Cũng 30 bậc thang. Tự may hả cô? Chứ không phải thuê hả? Dạ, con tưởng cô thuê. Dạ dạ. Mấy cô cho con là kênh bất động sản Quang Minh cái suy nghĩ và cái như thế nào về cái buổi tham quan tại cái khu căn nhà màu tím này cô? Cảnh như thế nào, dịch vụ ở đây thì sao? Mấy cô thì đến từ tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang dạ. Dạ. Mấy cô đẹp quá hả? Đẹp quá. Mấy cô đẹp quá à. Lần này là lần thứ tư. Lần thứ tư rồi quý vị. Đó, mấy cô là đi lần thứ tư đó. Tại vì quá đẹp quá. Dạ 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 dạ. Mà giờ con phỏng vấn cũng khá là nhiều, nhưng mà mấy cô mấy chị kia nói lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mấy cô là lần thứ tư nè. Dạ. Trời, mấy cô mặc dễ thương quá. Dễ thương kìa. Dễ thương quá, đẹp. Ôi. Quá. Ở cho nên là quý vị khi xem những cái phim này là cũng nên ba tiền đô. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Quang Minh đang có mặt ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ quý vị. Ở đây là khu du lịch căn nhà màu tím nha. Hôm nay ngày 29. Mình có cái chuyến du lịch trải nghiệm tại khu du lịch căn nhà màu tím của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mình hiện đây review cho toàn thể quý vị, các anh chị mình ai chưa đến đây trải nghiệm bao giờ thì xem hết cái video này nha. Còn mình sẽ review từ A đến Z cho quý vị mình xem. Ở trong đây có cái khu phim trường nữa quý vị. Căn nhà màu tím. Sáng hôm nay là khách tham quan du lịch ghé đây đất rất là đông. Coffee phim trường, căn nhà màu tím. Bây giờ cũng trưa rồi cho nên là khách cũng vắng rồi, sáng lúc mà 8 giờ con Vinh ghé đây thì rất là đông. Bạn Duy chào khán giả của mọi miền đất nước một tí coi. Ồ, rất đẹp trai ha, chiều làm mời hũ nữa là càng đẹp hơn nữa. Ở đây hầu như là một màu tím rất là đẹp. Ở đây có cái cửa hàng cô tím, cửa hàng cô tím cho thuê đồ để chụp hình check in. Căn nhà màu tím số 99 đường Chí Sinh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Chính thức hoạt động vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Đó là những cái thông tin cần biết về cái khu du lịch này. Áo dài bà ba, khăn rằn và nhiều sản phẩm khác. Khu này là cho thuê quần áo quý vị. Mình quay các bảng giá cho anh chị mình biết luôn nè. Cửa hàng cô tím cho thuê trang phục và phụ kiện áo dài là 60.000 đồng trên một bộ. Thứ hai là áo bà ba 40.000 một bộ. Thứ ba là áo dài cộng bà ba trẻ em 30.000 đồng một bộ. Bốn là phụ kiện 10.000 đồng trên một món, gồm hoa, giỏ, dù, nón, khăn rằn,
guốc vân vân, hân hạnh phục vụ quý khách nha. Nón đây, nón màu tím luôn, có nón nón rằn nữa, ngày xưa có khăn rằn, bây giờ có nón rằn nữa, đẹp không? Em gái, cho quý vị khán giả cái lượng khách du lịch năm nay là nhiều hơn năm ngoái không em gái? Nhiều hơn không? Năm ngoái con không đi làm, trời ơi, giờ hỏi cô khác. Năm nay nhiều hơn năm ngoái không cô chị? Rồi bà không thèm trả lời luôn. Không thiệt chứ, năm nay du lịch đông hơn năm ngoái không? Mới vô làm luôn, rồi hai người. Em biết không? À, năm nay khách tham quan du lịch đó nó đông hơn năm ngoái không? À, năm nay đông hơn á quý vị. Này khăn rằn luôn nè. Quá trời. Đây của mình nè. Đây cũng là lần đầu tiên Quang Minh mới ghé đây trải nghiệm, nên là tiện đây quay review cho quý vị các anh chị mình. Ai chưa có một chuyến đi tham quan tại khu vực này thì mình có cái nhìn cụ thể tổng quan. Trong đây có cái khu vực ăn uống, ăn uống nghỉ ngơi. Cầu lên cái cầu đây chụp hình cũng đẹp, hầu như là cầu rồi giường rồi bàn ghế gì là đều có một cái nét chung là màu tím hết. Bậc thang thảm cũng là bằng, cũng là màu tím luôn. Nhiệt độ hôm nay ở đây cũng khoảng tầm 39 mới 40 độ C quý vị. Cũng khá là nóng ha. Lúc sáng bọn mình đi xuất phát là Hóc Môn. Ngã tư đi xuống đây, ngã tư Hằng Sương đi xuống đây khoảng tầm 2 tiếng rưỡi quý vị, chưa đầy 2 tiếng rưỡi. Chung là nay đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi xong rồi hết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là bắt đầu cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Và xuống Mỹ Thuận là Vĩnh Long thì xuống Cần Thơ là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Cho nên là đi khá là nhanh. Đường xá cũng rất là thông thoáng. Tại hôm nay là ngày 29 thì mình nghĩ là khách tham quan du lịch thì đi ngày hôm qua với hôm kia cũng khá là nhiều rồi, cho nên sáng nay cũng thông thoáng. Nó check in chụp hình quá trời này. Còn người đẹp không? Đây, người đẹp chân dài 2 thước. Người đẹp chân dài 2 thước luôn. Cô trải nghiệm ở đây thấy vui không cô, đẹp không? Lần thứ mấy trải nghiệm ở đây rồi? Dạ rồi, cảm ơn cô. Lần thứ hai. Có nhiều người đi 2-3 lần luôn á. Có người thì đi 1 lần, có lần có người 2 lần, 3 lần. Người dân ở Cần Thơ đây, người ta vẫn vô đây trải nghiệm á quý vị. Nó lạ, độc lạ mà. Ồ, cái cầu. Cầu lên đấy chụp hình nè. Đó, một em bé lên nó tới cho nó chụp hình luôn. Cho ông lên ngồi im đi con. Lên nó cảm giác sướng không? Sướng. Cũng 30 bậc thang. Trời hôm nay là nắng cũng khá là gắt. Được rồi, đẹp rồi. Hello con, vui không? Mà thấy phong cảnh ở đây đẹp không? Cũng được, đẹp chứ sao là gọi là cũng được. Ai cũng khen đẹp mới mà con kêu được.
Hello. Nãy giờ đi mới thấy cái căn nhà này là màu xanh đây. Toàn là màu tím hết mà căn nhà này là màu xanh. 1977. Căn nhà này cũng lâu ạ. Sàn ngày xưa đây còn tới bây giờ. Để vô trong đây coi, quay lên cho quý vị mình xem luôn, tham quan luôn cái gì trong đây. Này nhiều cái kỷ niệm gì trong đây nè. Khăn rằn Nam Bộ. Khăn rằn Nam Bộ đủ màu sắc. Có cái máy này là cái máy dệt, dệt khăn. Chỉ đưa vào đây, máy này là cũng khá là lâu rồi đây. Ngày xưa quý vị chứ bây giờ là chắc hiện đại rồi, rồi đâu còn xài ba cái máy này nữa đâu. Đó, quay quay vậy nè. Quay quay á. Máy dệt khăn ngày xưa. Căn nhà này có từ năm 1977. Lớn hơn Hoàng Minh 1 tuổi á. 1977. Lớn hơn Quang Minh 1 tuổi. Bên kia là một căn nhà gỗ. Có cái trái tim màu màu tím đẹp quá. Màu tím là tượng trưng cho sự chung thủy đúng không? Trong đây cũng có cái nhà lưu niệm này. Nhà lưu niệm như đây. Rồi, chào con. Đang review cho quý vị khán giả xem. Sao đi đâu cũng ai cũng biết Bắc Minh hết trơn ta. Khách sắp gì đây? Văn học Việt Nam, Đại Việt, Sử Ký Toàn Thư. Đứng im là Bắc Minh quay nè. Đó. Mấy cháu. Con đi đây thấy cảnh đẹp không? Sáng ăn sáng ngon không? Dạ, không ngon hả? Do con ăn chỗ khác là không ngon, ăn ở đây mới ngon. Sáng Bắc Minh ăn ở đây ngon quá trời luôn. Mình đi ra cái khu phim trường rồi. Giờ trưa nắng. Khu này là người ta gọi là khu phim trường. Màu tím. Trái tim tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. À, phim trường đây. Ký ức một thời. Ký ức một thời. Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp. Người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình. Miền Tây trong tôi. Miền Tây trong tôi. Khi tôi lớn lên thì trong ký ức của tôi là dòng sông trước nhà như bản tình ca ru tôi ngủ ngon giấc. Hay ha, những văn thơ hay. Căn nhà màu tím. Số 99 đường Chí Sinh. Nãy Quang Minh có quay lúc đầu rồi cái địa chỉ này rồi nè các anh chị. Những món ngon dân dã đậm chất Nam Bộ, bếp quê. Có một miền Tây như thế. Đây là phim trường đây.
Bên kia để quá nhiều tivi luôn. Tivi, máy ảnh. Này là lưu lại những cái máy ảnh ngày xưa, Sony, Canon. Những kỹ vật còn mãi với thời gian. Chiếc tivi. Bên đây là đài cassette radio. Điện thoại. Trên kia mới có mấy cái đầu đĩa. Đầu đĩa xưa. TV này là 14 inch nè. 14 inch. Trên trường rồi bọn mình đi ra ngoài quay cho quý vị mình xem hết. Phone, cái điện thoại cổ. Nơi lưu giữ ký ức. Căn nhà này nơi lưu giữ ký ức. Nhà này màu màu vàng nha quý vị. Chỉ có một hai cái điểm nhấn là màu tím thôi. Còn màu chủ đạo là màu vàng. Rồi đầu tiên mới vô gặp cái xe cổ. Chiếc 67. Số 7 hiệu Yamaha. Đây là những cái bình ngày xưa. Ngày xưa có cái bình này là cũng rất là quý. Ca này là thời Mỹ, ca Mỹ. Alo. Đi ăn anh ơi. À rồi, chờ anh chút. Chờ anh chút ấy, rồi. TV. Là cách xét. Con gọi được không? Đã vô luôn. Chú phát nhiều kênh lắm á. Con lên là thành nổi tiếng luôn á. Máy cassette ngày xưa, xanh vô. TV xanh vô. Thì này thiếu là thiếu cái TV mà có cái cửa sổ bằng gỗ. Đúng rồi, không có. Nãy bên kia cũng nhiều mà cũng chưa thấy. Dạ. À, cô trải nghiệm ở đây lần thứ mấy rồi cô? Cô đi du lịch tham quan ở đây lần thứ mấy rồi? Lần thứ nhất. À, cũng cảnh đẹp đó cô ha. Dạ, rồi cảm ơn cô. Cảm ơn chú nha. Dạ. Khá là nhiều khách đi trải nghiệm tham quan ở đây lần thứ nhất. Có người lần thứ hai, lần thứ ba luôn. Khu phim trường đây. Rồi bọn mình đi ra cái khu ngoài đây có một cái căn nhà màu tím ngoài đây nữa. Đó, người đẹp check in đó. Bông sen màu tím. Khu này khu ăn uống. Đây có một căn nhà màu tím nữa đây.
quay cho hết luôn. Ở nhà là quý vị thấy con Minh quay vậy là khá đầy đủ chi tiết toàn bộ cái khu này rồi đó. Cái giường tròn. Cây đàn. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn. À, bên kia có một cái căn nhà. Không phải là căn nhà màu tím mà có một cái căn nhà, nhà lá xưa. À, mấy cô vô thuê đồ ra mặt á, màu tím á, đẹp không? Tự may á cô, chứ không phải thuê hả? Dạ, con tưởng cô thuê. Dạ dạ. Mấy cô cho con là kênh bất động sản Văn Minh cái suy nghĩ và cái như thế nào về cái buổi tham quan tại cái khu căn nhà màu tím này cô? Cảnh như thế nào, dịch vụ ở đây thì sao? Mấy cô thì đến từ tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang dạ. Cho cô kén hả? Dạ. Mấy cô đẹp quá ha. Đẹp quá. Mấy cô đẹp quá à. Lần này là lần thứ tư rồi. Lần thứ tư rồi quý vị. Đó, mấy cô là đi lần thứ tư á. Tại vì khu du lịch quá đẹp quá. Dạ 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 dạ. Khu cảnh rất là đẹp. Mà giờ con phỏng vấn cũng khá là nhiều nhưng mà mấy cô mấy chị kia nói lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mấy cô là lần thứ tư nè. Dạ. Trời, mấy cô mặc dễ thương quá. Dễ thương kìa. Dễ thương quá, đẹp. Ôi. Bởi cho nên là quý vị khi xem những cái phim này là cũng nên bắt tiền rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ rồi, chúc mấy cô là có một kỳ nghỉ 34 một năm tràn đầy niềm vui là và hạnh phúc. À, có cái thuyền cái ghe chở trái cây. Ở trong đây con thích nhất là cái quả gì? Quả nào? Thích ăn món nào? Cái đó cái gì con? Cái đó kêu cái gì ạ? Cái vú sữa. Cái vú sữa. À, cái ớt xưa nè, đóng rôm nè. Đóng rôm. Tưởng ông bà mình nói là to như đống rôm mà không cơm cũng ngã đó. Hai chú trâu. Đây vô căn nhà, nhà lá xưa nè. Nhà mình chung vách nè. Sao mối tình lại xa. Mẹ ơi con đã về. Nhà mình chung vách sao mối tình lại xa. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Phạm Hữu Quang. Rất hay ha, ý nghĩa ha. Kênh nào đây anh? Tình anh bán chiếu. Kênh bất động sản Quang Minh anh. Quang Minh Official. Cái đèn đèn dầu năm xưa. Đèn bóng bóng. Đèn bóng bóng à. Đèn bong bóng. À có bong bóng ở trên. Thì mấy cái đèn nhỏ kia ngày xưa cũng có cái bong bóng vậy. Nhưng mà có một cái loại nhỏ hơn, cái này lớn hơn. À đây cái loại nhỏ đây nè. Đây nè. Đó. Đây là những kỷ niệm xưa không? Về đi con, tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị. Về đi, mẹ nuôi bay được mà. Mẹ nuôi bay được mà, đó là cái tiếng địa phương. Rất mộc mạc. Về quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cái này là kêu cái nôm này. Cái nôm chụp cá quý vị. Nôm chụp cá. Còn cái này là kêu cái rậm. À không phải cái rậm, cái này cái đó cái tôi gì cái lợp vậy nè. Đó tôi cái lợp gì á. Chỗ này là cái thống để gà vô đẻ. Này bếp quê đây. Bếp quê.
À, ngày xưa cứ để trên mình nấu ở dưới là củi, cứ lấy củi lên đốt nấu cơm, nấu canh kho cá gì đó. Cái rế nè, cái rế, rế đây. Đâu có gì mình trải nghiệm hết. Bếp quê, bếp quê. Rồi phía sau đây là một cái ao, cây nhà lá vườn á. Còn mình quay toàn cảnh cái vách của cái căn nhà này cho quý vị mình xem cái đó. Cái vách của căn nhà lá đây. Miền Tây ngày xưa là gọi là kêu là nhà tranh vách lá là vậy nè quý vị. Văn Minh thì cũng không có rành lắm về phong tục tập quán ở đây nhiều, nhưng mà cũng hiểu chút chút thôi. Nói được cái gì nói, còn cái gì mà sai thì cũng mong mọi người, quý anh chị độc giả, quý khán giả anh chị mình comment bên dưới để những cái gì Quang Minh sai thì Quang Minh nhận và Quang Minh sửa. Và có những cái ý kiến nào hay, ý kiến nào hay muốn cho cái khu du lịch căn nhà màu tím này thêm những cái gì, bớt những gì cho nó hay hơn và thu hút khách du lịch nhiều hơn, thì các anh chị mình cứ cho Quang Minh và quý khán giả mình biết. Quang Minh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trước khi kết thúc cái video này, Quang Minh cũng không quên chúc cho toàn thể quý vị, các anh chị, quý khách hàng, các anh em nhà đầu tư, tất cả mọi người trên mọi miền đất nước Việt Nam cũng như là đang sống bôn ba làm ăn bên nước ngoài có một kỳ nghỉ 30 tháng 4. 30 tháng 4 một năm này thì Việt Nam mình là lễ lớn. Được tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa và ấm áp bên người thân, bạn bè và gia đình của mình. Một lần nữa Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị, các anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi Quang Minh review khu căn nhà màu tím tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Quang Minh xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị, các anh chị. Nhớ đăng ký kênh Bất Động Sản Quang Minh, bật chuông thông báo để cập nhật mọi thông tin về mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Uy tín tạo niềm tin, luôn luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Đất đẹp, giá rẻ, thông tin pháp lý quy hoạch thì rõ ràng từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.